mũi bị do tai nạn nên là nó bị dễ vết ngang nên là bây giờ lên đây. Mình có cảm giác là mình bị khó khăn trong cái vấn đề sinh hoạt của mình đây. Có tới thời điểm bây giờ thì nó đã bị nhạt một bên. Đã bị một bên rồi. Mình bị bên trái hay là bên trái? Bên trái. Vậy là mình bị bao lâu rồi? Tai nạn là cách đây cũng 18 năm. Wow, vậy là anh chịu đựng 18 năm rồi. Nói chung tới thời điểm bây giờ nó mới phát bệnh thôi. Phát bệnh là bao lâu rồi? Nó phát bệnh phát cách đây một tháng hơn. Mình cảm giác là mình không thở. Không thở được một bên, một cánh. Ví dụ như mình có nhỏ thuốc hay là gì đó để mình thở không? Hay là không, chịu đựng vậy thôi? Vẫn bình thường, nói chung là thở vẫn một bên, từ xưa tới giờ nó vẫn vậy. Vẫn có thể thở được. Dạ, thở được. Ừ, thở mình chỉ thở một bên, còn bên này thì bên trái thì nó chỉ nhẹ. Hy vọng là vậy. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh Tài rất là nhiều.